Hello cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Steven đã trở lại cái khu Espinosa at the White Grass Ranch. Khu này là hiện tại họ bán nhà cho người cho gia đình nào có người về hưu từ 55 tuổi trở lên. Thì cái điều kiện của họ là phải có một người từ 55. Để quay tiếp cho video này thì Steven nói trước cho cô chú và anh chị các bạn xem là Steven không phải là người môi giới bán nhà nha. Steven chỉ đi quay nhà cho cô chú và anh chị các bạn xem thôi. Rồi nếu có thông tin nào Steven có thể cho được thì Steven sẽ cho. Còn nếu đi giúp tìm nhà thì Steven có thể giúp giới thiệu cho các anh chị làm trong nghề địa ốc để giúp cô chú và anh chị tìm căn nhà mua. Hoặc thông tin cần biết để lấy cái broker rebate thì Steven có thể cho được. Mà Steven không có làm trong nghề môi giới bán nhà, Steven làm về nghề IT. Thì có nhiều anh chị, cô chú và anh chị các bạn gọi điện thoại cho Steven nhờ tìm mua nhà thì Steven không có dẫn đi được nha. Ok, thông cảm với mọi người. Ok, để vô phía trong của căn nhà để quay lại cho cô chú và anh chị các bạn xem. Nhà này nó có hai double door, nghĩa là hai cửa luôn. Rất là rộng, bề ngang rất là rộng. Ok, ở đây là cái ngoài đi mới vô nè, cái sảnh này. Bên tay phải này là một cái phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên, phía bên cánh gà phía phải của chú và anh chị. Hiện tại mình đi ra ngang ngoài chỗ cái sảnh ở ngoài, mình sẽ đi tắt phía bên thẳng qua bên tay trái. Tay trái bên đây cánh gà cũng có thêm cái phòng ngủ nữa, là phòng ngủ thứ hai. Thì cái nhà bên này nó hơi nhỏ hơn cái nhà bên kia, bởi vì cái ceiling nó hơi thấp hơn một tí, mà tính ra nhìn cũng tương đối khoảng chừng 10 feet đây cô chú và anh chị. Thì cái phòng này nó có một cái bathroom ở trong. It comes with a full bathroom here with the sink, toilet and the stand shower. Đi ra khỏi cái phòng này á, bên tay phải là cái phòng giặt, khi đi ra là garage. Đây là phòng giặt nè. Nhìn thẳng bên kia là một cái office. Cô chú và anh chị thông cảm nha, tại hôm nay cũng có nhiều người ta đi xem nhà thì Steven đi vô quay phim cho mọi người xem á. Thì cũng có mấy người Mỹ đang đi xem nhà luôn. Từ cái office mình nhìn thẳng qua bên kia là một cái dining room. Thì bên cánh gà bên kia là một phòng ngủ. Ở phía bên này nè, một phòng ngủ mình đi vô phía bên tay phải ngoài cửa vô. Thì bên cái cánh gà bên này là một cái master. This is the primary master bedroom for this Palacio model. And look outside of these windows, you will see the pool. So this bedroom has a total of 5 windows. If you can see the surrounding is there are two windows on this side and 3 windows on this side, so you have natural light coming from all directions. Overlook this room is the swimming pool outside, as you can see.
Thì cái phòng master này nó có một cái master bathroom rất là rộng. Nhìn qua hướng này thì cô chú và anh chị và các bạn có thể thấy cái phòng này á, là cái phòng tắm này nó rất là rộng nha. Phía trên nè, nó bao gồm nguyên một vách tường này luôn, tính ra ít nhất từ mười mấy feet đó cô chú và anh chị, ít nhất từ 12 đến 15 feet á. Thì cái này là cái master bathroom. Thì bên đây nó có cái vanity cho phái nam và phái nữ, cho cặp vợ chồng ở thì phái nam nữ. There's a man and woman's vanity here. And overlooking this side is the master closet. They share the closet, but the closet is humongous. It's more like another room in here. Nó phải nói cái phòng này có thể tính là một phòng ngủ riêng cô chú và anh chị. Và họ hiện tại cái nhà này nó rất là lớn, bởi vì người ta dùng cái phòng này cho cái phòng quần áo. Hiện tại Steven đang đứng ở trong cái phòng quần áo, nhìn ra ngoài cái bathroom với cái bedroom phía bên kia. I'm currently standing in the closet, the walk-in closet in the master bedroom, overlook the master bedroom over there. Yeah, as you can see, the master bed is on that side, and the middle of this area is the bathroom, and the closet is ridiculously huge. Look again on this bathroom. Buổi chiều các bạn thấy phía ngoài này, cái nhà này nó cũng có một cái outdoor kitchen với một cái hồ tắm rất là lớn. Thì cái hồ tắm này cũng giống như hồ tắm bên kia không? Nó chỉ có một cái design nó khác nhau thôi, mà nó cũng có cái nhà lưới tương tự như vậy cô chú và chị và các bạn. Đó. Nhìn tổng quan của cái hồ bơi nè. Sao cô chú và anh chị các bạn thấy căn nhà hiện tại, căn nhà này như sao ạ? Có ai thích căn nhà này không? Mà nói trước cái câu chú và anh chị các bạn nha, Steven không phải là môi giới bán nhà nha. Steven chỉ nhận trách nhiệm đi quay phim cho mọi người xem thôi nha, chứ không có qua bán nhà. Tại có nhiều người gọi cho Steven này cứ hỏi giá nhiều, nhiều khi Steven đôi khi cũng biết giá, tại vì mà cái giá Steven không dám cho trên các video, tại vì builder họ chỉ đổi giá liên tục không, mà giá nhà lên liên tục không. Steven cứ cho xong cái đầu bà con cái lên website xem rồi hỏi sao Steven cho giá nó không có đúng. Thật ra cho cái lúc hiện tại khúc làm video thì nó đúng, và khi mà vài tuần sau hoặc tuần sau rồi cái giá nó lên, tại cái vật liệu nó lên rồi giá cả nó lên, lúc nào nó cũng đi theo cái thị trường. Thì mọi người cũng biết cái giá nhà thị trường của hiện tại của 2021 thì nó giống như bị khùng điên vậy. Người ta list cái nhà lên 300 ngàn, phải mua 330 ngàn, phải mua hơn, nhiều khi bán 330 ngàn, bid vô không được. Một căn nhà vô, mấy chục mạng vô, ngồi đấu giá nhau, đẩy cái giá nhà lên, làm cho người bán hồi mua hồi lời cũng chết. Người mua mà cái budget như là cái điều kiện nó hơi thấp thì cái giá mua cái nhà gì thì cũng sao nổi. Không gian nhà bếp của cái căn nhà Palacio Model nha cô chú và anh chị. Nhìn tổng quan nè, phía bên đây là cái phòng master bedroom mà nãy Steven mới vừa quay cho cô chú và anh chị các bạn xem. Phía ngoài này là cái phòng family room, cái dining room. Đi thẳng qua bên kia là cái cổng vô. Còn bên đây là cái không gian của cái nhà bếp. Cái nhà bếp này nó design cái kiểu giống như là white kitchen đó, nhìn rất là đẹp. Mà cô chú và anh chị các bạn cũng lấy tinh thần ở tại cái design này là thì theo những người sở thích của từng người, rồi họ vô hay design. Thì đương nhiên cái design, cái option nó cũng đi theo một cái giá đặc biệt luôn.
chứ không phải là cái giá nhà họ bán giống như 500, mình vô mình thấy hiện tại mình thấy cái model 500, mình vô mình tưởng cái nhà đó 500, không phải. Thì mình vô mình build cái nhà mới á, thì cái nhiên cái nhà mới nó bán cái nhà thôi, còn cái design tỷ nó cho cái basic option. Nếu mình muốn làm một cái mẫu mã hoặc cái design trong cái nhà mình nó đẹp hơn tí nữa thì mình phải trả tiền thêm, tại mọi người người nào đã có build nhà mới thì có thể biết. Còn ai mà mua nhà lần đầu tiên mà chưa có đi qua cái dạng nhà mới để build custom build á thì hỏi là tại sao tôi mua cái nhà đó mà nó build ra nó không có giống vậy, thì cô chú anh chị cũng giữ cái tinh thần vô cho cái phần đó. Đây là từ chỗ cái bàn ăn mình nhìn qua bên cái nhà bếp này cô chú và anh chị, phía bên phải là nhà một cái office nha, nó cái office phía bên kia à. Thì nhìn qua cái office bên này là một cái kitchen, nhìn xéo bên đây là cái family room, rồi phía đây là cái phòng cái bàn ăn. Sao cô chú anh chị và các bạn thấy căn nhà vừa rồi sao? Cái giá nhà đó, cái model của cái nhà này là Palacio 3 phòng ngủ 3 phòng tắm 2 garage, đậu garage. Cái giá hiện tại họ build là từ 479 ngàn rồi cô chú. 479 ngàn là chỉ là cái nhà thôi, còn mình phải trả cái lót, nghĩa là cái nền nhà nữa. Cái nền nhà trung bình cũng phải từ 50 tới 70 ngàn, tùy theo cái nhà cái nhà lớn nhỏ thì mình phải mua cái lót lớn, còn nhà nhỏ thì mua lót nhỏ, thì trung bình nó có từ 30 ngàn tới 60 ngàn 70 ngàn, thì tùy theo cái nhà của mình. Theo cái nhà này mình nghĩ thì cũng cái nền nhà nó không trên dưới 50 ngàn đâu. Thì cô chú anh chị xem video này mà thấy video có hữu ích, đi xem nhà với Steven thấy vui vẻ thì cảm ơn Steven. Cô chú và anh chị nhớ bấm cái nút like của video hoặc subscribe kênh của Steven để ủng hộ Steven trong tương lai nha. Có gì hẹn gặp lại mọi người ở một video nhanh nhất trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã xem video của Steven nha. Bye bye.